ca sĩ khánh ly biểu diễn bài hát không được cấp phép Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm việc với các bên liên quan để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm của đơn vị tổ chức đêm nhạc dấu chân địa đàng vì tự ý cho ca sĩ Khánh Ly hát bài gia tài của mẹ nằm ngoài danh mục bài hát được cấp phép. Đêm nhạc do công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lang Thang tổ chức tại sân khấu ngoài trời ở thôn Mang Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt tối 25 tháng 6. Ngay ngày hôm sau trên không gian mạng xảy ra tranh luận trái chiều về việc ca sĩ Khánh Ly biểu diễn bài hát gia tài của mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát được cho là có nội dung không phù hợp. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng xác nhận có cấp phép biểu diễn nghệ thuật cho công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lăng Thang, nhưng trong danh sách 24 bài được cơ quan có thẩm quyền duyệt cấp không có bài gia tài của mẹ. Việc công ty này tự ý để ca sĩ Khánh Ly biểu diễn bài hát này là vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Mây Lăng Thang. Nam em hai lời tiếp tục lai like khóc lóc hối hận khi yêu muốn làm lại cuộc đời. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015 Nguyễn Thị Lệ Năm em tiếp tục chiếm sóng truyền thông khi mới đây tiếp tục lên livestream kể lể về cuộc sống đời tư, khóc lóc vô tội vạ không làm chủ cảm xúc. Dù đã hứa với cộng đồng mạng sẽ ngưng livestream nhưng Năm em vẫn không giữ lời, cô lên live và nói những câu chuyện mà người nghe ai cũng khó hiểu, lo lắng cho cảm xúc của cô. Theo đó, sau ồn ào chia trách bạn trai trên livestream, chiều 26 tháng 2, Năm em kể lể về sự đau khổ trong tình yêu. Vốn là một người sống tình cảm thiên về cảm xúc nên mỗi khi đụng đến chuyện này, dường như cô không bao giờ giữ được bình tĩnh bằng là trong phiên livestream vừa rồi cô đã tiếp tục khóc lóc và khóc một cách gào thét cho biết bản thân rất hối hận khi lựa chọn yêu đương nam em dường như rất tiêu cực cô nói trong nước mắt nếu được làm lại cuộc đời tôi sẽ không bao giờ yêu một người đàn ông nào tất cả những người đàn ông mà tôi từng yêu chưa người nào thật lòng với tôi lời chia sẻ này của nam em khiến dân tình hoang mang theo đó dù đã công khai là bạn trai sắp cưới nhưng gần đây cả hai lại có một số lục đục trong vấn đề tình cảm Gần đây nhất là ồn ào nam em thẳng mặt chê trách Hữu Cường là không biết đi làm ngay trên livestream trước sự chứng kiến của hàng ngàn người. Nam em tiết lộ Hữu Cường là người đứng đằng sau chỉ dẫn cô phát ngôn trên livestream, đụng chạm nhiều người khiến câu chuyện ngày càng tiêu cực hơn. Chưa hết, nam em còn cho rằng Hữu Cường không đi làm, cô vẫn là lao động chính. Lời tố của nam em khiến netizen đều bàng hoàng. Tuy nhiên một số người vẫn còn ngờ vực với những phát ngôn này. Cho đến sau màn livestream khóc lóc nói về tình yêu mới đây, thì cộng đồng mạng cho rằng có thể nam em và Hữu Cường đã chia tay. Trước đó, nam em từng vướng ồn ào tình ái với nam danh hài Trường Giang. Thời điểm đó, cô đã phải nhận về nhiều chỉ trích khi cho rằng là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của nam danh hài cùng với vợ hiện tại là Nhã Phương. Từ sau drama này, sự nghiệp và sức khỏe của nam em bắt đầu lao dốc. Hiện tại, việc lạm dụng livestream để liên tục phát ngôn cũng khiến nam em tiếp tục nhận về nhiều gạch đá. Các show cũng dần bị hủy bỏ, cuộc sống rơi vào bí tắc. Nhiều người hâm mộ bày tỏ xót xa, thấu cảm cho những hành động này của nam em, cũng đưa ra lời khuyên mong cô chấm dứt phát ngôn đụng chạm, dành thời gian ổn định cảm xúc. Bởi việc nói trên mạng xã hội là vấn đề nhạy cảm, cộng đồng mạng cũng là con dao hai lưỡi có thể khiến cô trở nên mất bình tĩnh hơn. Sau cùng cộng đồng mạng mong cô sớm tìm được bến đỗ tốt, có thể là nơi nương tựa vững chãi, bảo bọc giúp cô được sống là chính mình sau những đổ vỡ đầy đau khổ trong quá khứ. Nam em lần đầu hé lộ lý do gương mặt thay đổi, tức điên vì tai nạn này khi thẩm mỹ. Thời gian qua, nhiều người nhận xét gương mặt nam em thay đổi nhiều, điển hình là việc gò má hóp lại và phần cầm nhọn hơn trước. So với trước đây, người đẹp gốc tiền giang được cho là trông hốc hát hơn nhiều. Vừa qua, nam em lại tiếp tục livestream giao lưu với khán giả. Đáng chú ý, cô cũng hé lộ gương mặt của bản thân đang thay đổi rõ rệt. Cụ thể, cô cho biết ban đầu chỉ muốn thay đổi phần nọng, tuy nhiên trong lúc hôn mê, cô đã bị chỉnh sửa phần gò má. Điều này khiến nam em không khỏi hoang mang và có phần tiếc nuối gương mặt cũ của mình. Cụ thể, nam em nói, lúc mọi người chê tôi mập mà có nọng ở dưới đây, nhiều người nói nọng đó là phúc mà tôi lại rất ghét. Tôi mới nói bác sĩ ơi, ghét cái nọng quá. Mình cũng nói rõ ràng là đẩy mình xuống lấy cái này. Ông ok, ngủ dậy mọi người biết chỉnh gì không, chỉnh hai gò má. Lúc mình tỉnh dậy, kêu chỉ cần chỉnh chỗ này thôi, chỉnh luôn chỗ này làm chi vậy. Nam Em livestream sở thông tin truyền thông vào cuộc nàng hoa khôi rén tuyên bố tạm thua. Liên quan đến sự việc, Nam Em thường xuyên livestream với những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội ngày 20 tháng 2. Đại diện Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra phản hồi. Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, phía Sở đã nắm thông tin liên quan đến vụ việc Nam Em thường xuyên livestream gây ồn ào mạng xã hội thời gian qua. Qua phản ánh của dư luận, Sở nắm được thông tin này. Chúng tôi đang tìm hiểu, ra soát và sẽ đưa ra phản hồi. Ông Thắng cho hay. Ngay lập tức thông tin này thu hút sự chú ý của cư dân mạng, hàng loạt netizen để lại nhiều phản ứng gây chú ý. Phản ứng về việc này, nam em bất ngờ livestream tuyên bố tạm dừng việc bóc mẹ showbiz. Cô nói, xin phép bai không nhắc chuyện hậu cung nữa nha. Những người như vậy tốt nhất nên né ra. Tao thua rồi bây ơi, tao không đụng vô tổ kiến lửa nữa. Đình chiến, đợi mùng 1 tháng 3 tính tiếp chứ giờ tạm thời thua đi. Ngày xưa ông bà đánh trận cũng phải có lúc đình chiến, đâu phải lúc nào cũng thắng đâu. Những ngày qua, nam em liên tiếp gây xôn xao ở các phiên livestream, vụ việc nhận được nhiều quan tâm của cư dân mạng, khơi lại chuyện tình cảm màu nào trong quá khứ, cho đến việc bóc trần nhiều góc khuất trong giới showbiz, tiết lộ về một số người nổi tiếng, những chuyện gây sốc như việc nói một nghệ sĩ mang danh ngọc nữ thường xuyên dùng chất kích thích, một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của bạn trai mình, vân vân là việc mà nam em đã làm trong những phiên livestream vừa qua. Trong hôm 17 tháng 2 vừa rồi, nam em có livestream phát biểu gây tranh cãi về việc người đẹp cặp đại gia. Thủ khui hết, showbiz đi, có người nào không cặp đại gia tôi đi bằng đầu, ai cũng cặp hết, chẳng qua là không bị khui thôi. Quần quần áo áo hàng hiệu ở đâu ra, showbiz trả tiền đâu có cao đâu, mà có quần quần áo áo đồ hiệu. Ngoài ra, Doanh nhân hữu cường chồng sắp cưới của nam em cũng bênh vực cô và đồng thời có phát ngôn gây sốc. Ở một livestream nhân vật này khẳng định anh và nam em sẽ phá nát showbiz. Riêng mình anh chấp nguyên cả showbiz miền Nam. Nếu không được anh nhờ ngoài Bắc dập ngược lại miền Nam là những phát ngôn có phần ngạo mạn của nam doanh nhân. Bên cạnh việc tò mò bàn tán về tính xác thực qua những chia sẻ của nam em, dân mạng cũng ngắn ngẩm bức xúc trước việc cô đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Nhiều người khó chịu cho rằng cô đang cố tình câu view thu hút dư luận gây ảnh hưởng đến hình ảnh danh dự người khác. Theo cư dân mạng, Việt Nam em là người nổi tiếng nhưng đi quá giới hạn, không kiểm soát được phát ngôn của mình, sẽ gây ảnh hưởng xấu đến một bộ phận khán giả. Nam em tỏ thái độ khi bị Trấn Thành mắng trên truyền hình gọi là nữ hoàng drama, còn hứa điều này. Giữa loạt lùm xùm của Nam em, nhận xét của Trấn Thành về chuyện quan hệ tình cảm của nàng họa khôi và lãnh thanh, Tại show hẹn hò vô lăng tình yêu bất ngờ bị đào lại, sự việc bắt nguồn từ việc Nam Em và Lãnh Thanh vừa tham gia chương trình vô lăng tình yêu. Trong chương trình, Trấn Thành, Sam, Ngô Kiến Huy và Khải Như xuất hiện với vai trò cố vấn. Khi tham gia chương trình, Nam Em và Lãnh Thanh là cặp đôi, nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả và ban cố vấn. Tuy nhiên, điều khiến Trấn Thành bức xúc là cách ứng xử và thể hiện tình cảm của Nam Em với đối phương. Trấn Thành nhiều lần bày tỏ, hành động của Nam Em khó hiểu và anh không muốn tiếp tục bênh vực Nam Em khi chứng kiến cách Nam Em liên tiếp thúc ép Lãnh Thanh thừa nhận tình cảm với mình. Trấn Thành cũng lên tiếng khuyên đàn em, em không cần phải im lặng vì sợ phốt mà nên biết lúc nào cần nói gì với thái độ nào. Trong sâu hẹn hò này, đỉnh điểm của câu chuyện khiến Trấn Thành gọi nam em là nữ hoàng drama bởi cô giả vờ ngất xỉu để mong nhận được sự thương hại từ lãnh thanh. Trước đó cô còn nhắc đến người thứ ba là Bi Mắc để làm áp lực với lãnh thanh. Đáng lẽ vào giây phút hẹn hò ban đêm nên nói cái gì chân thành nhẹ nhàng thì lại đi nói về sự chết chóc, tiêu cực. Đến những giây phút cuối cùng còn ở bên nhau, đáng lẽ nên nói thật lòng mình thì nam em lại cố tình nói về một người khác, lôi người khác vào câu chuyện của cả hai, tự đánh lừa cảm xúc của bản thân. Tôi không thể banh Nam Em được, cô ấy đúng là drama queen. Chính Nam Em đã tự đạp đổ hạnh phúc của mình. Nam Em tự đẩy lãnh thanh ra xa, chứ không phải cậu ấy không muốn đến với bạn. Trấn Thành từng thẳng thắn tuyên bố trong chương trình hẹn hò vô lăng tình yêu. Mặc dù không đồng tình với cách ứng xử của Nam Em, nhưng Trấn Thành lại chia sẻ, anh thấy được nỗi khổ và đau trong em, như em đã hứa với anh, hãy sống thật bình tĩnh và hạnh phúc nhé. Đồng thời, Trấn Thành hát tặng Nam Em bài cánh hồng phai, hít đầu đời của anh như một lời chúc đến cô thời điểm đó sau khi bị Trần Thành nhắc nhở năm em đã lên tiếng anh Trần Thành khuyên năm em nên thay đổi vì đôi khi hạnh phúc trước mắt mà mình vô tình đạp đổ vậy nên mình cần chấn chỉnh lại bản thân không đạp đi những gì mình đang xây được ngoài ra năm em còn viết hẳn cả tâm thư gửi Trần Thành sau khi bị đàn anh mắng trên sóng truyền hình suốt một năm qua em ngồi dưới một cái hố và bị che phủ bởi sự tự ti mặc cảm chẳng có mục tiêu để hướng đến em trao đảo bệnh ngày càng nặng em ra vào viện như cơm bữa anh biết không, vì em vừa được lôi ra khỏi cái hố đó nên nhiều lúc em vẫn chưa tin tưởng vào bản thân mình. Hôm em nói chuyện với anh lạnh thanh, dùng cánh hồng để ẩn dụ tình yêu, anh đã phát mực với em. Khi xem lại em cũng giận chính mình. Nam em gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành. Cảm ơn anh xin đã quan tâm đến em. Bằng cả tấm lòng em chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Cho dù tình có đẹp đến mấy thì em cũng sẽ luôn tỉnh táo để bản thân không phải đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa. Người đẹp trải lòng. Nam em lần đầu hé lộ lý do gương mặt thay đổi, tức điên vì tai nạn này khi thẩm mỹ. Thời gian qua, nhiều người nhận xét gương mặt nam em thay đổi nhiều, điển hình là việc gò má hóp lại và phần cầm nhọn hơn trước. So với trước đây, người đẹp gốc Tiền Giang được cho là trông hốc hát hơn nhiều. Vừa qua, nam em lại tiếp tục livestream giao lưu với khán giả. Đáng chú ý, cô cũng hé lộ gương mặt của bản thân đang thay đổi rõ rệt. Cụ thể, cô cho biết ban đầu chỉ muốn thay đổi phần nọng, tuy nhiên trong lúc hôn mê, cô đã bị chỉnh sửa phần gò má, điều này khiến nam em không khỏi hoang mang và có phần tiếc nuối gương mặt cũ của mình. Cụ thể, nam em nói, lúc mọi người chê tôi mập mà có nọng ở dưới đây, nhiều người nói nọng đó là phúc mà tôi lại rất ghét. Tôi mới nói bác sĩ ơi, ghét cái nọng quá. Mình cũng nói rõ ràng là đẩy mình xuống lấy cái này. Ông ok, ngủ dậy mọi người biết chỉnh gì không, chỉnh hai gò má. Lúc mình tỉnh dậy, kêu chỉ cần chỉnh chỗ này thôi, chỉnh luôn chỗ này làm chi vậy.